Thùy Tiên bị lộ nhược điểm khiến fan bổ chững nhan sắc thật qua camera thường ra sao? Nhìn hình ảnh lần này của Thùy Tiên trong bộ cánh khó nuốt khiến nhiều fan ngỡ ngàng. Hóa ra dù là hoa hậu đương kim Miss Grand International cũng có nhược điểm khó khắc phục giống như bao chị em. Từ ngày đăng quang, Thùy Tiên luôn nhận được nhiều sự khen ngợi về nhan sắc và sự thông minh thân thiện. Mỗi khi xuất hiện, đương kim Miss Grand International luôn nhận được sự chú ý về ngoại hình. Mới đây, buổi họp báo công bố vương miện Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng giám khảo và 50 thí sinh có mặt tại chương trình. Là đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế và cũng là đại sứ của Miss Grand Việt Nam 2022, Thùy Tiên xuất hiện nổi bật với chiếc váy hai dây màu vàng trắng kết hợp. Tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1998 khoe đường cong nóng bỏng trong thiết kế được cắt xẻ tinh tế, qua đó giúp cô trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện. Sự xuất hiện của Thùy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt và nhanh chóng lọt vào ống kính chim qua đường. Bên cạnh sự khen ngợi về vóc dáng quyến rũ, tuy nhiên trong bộ cánh cắt xẻ táo bạo và được cho là khá khó mặc khiến Thùy Tiên cũng bị lộ nhược điểm nhan sắc thật. Theo đó, khi ngồi xuống, Thùy Tiên vô tình để lộ chiếc bụng mỡ. Không ngại ngần với nhược điểm của mình, nàng hậu thậm chí còn thoải mái tác động vào chiếc bụng mỡ của mình cùng với biểu cảm bất lực. Ngoài chiếc bụng mỡ thì trong bức ảnh chụp vội không qua chỉnh sửa có thể thấy nhan sắc Thùy Tiên vẫn làm sáng không hình, không khác nhiều so với những bức ảnh tự đăng trên mạng. Cô cũng được khen tinh tế khi lựa chọn chiếc đầm ánh kim xuyệt tông vương miện, gam màu sáng góp phần tôn làn da sắc vóc. Ở tuổi 24, nhan sắc Thùy Tiên đang vào độ chín, trông mặn mà và trưởng thành hơn hẳn quãng thời gian thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện tại, Thùy Tiên chỉ còn khoảng một tháng đương nhiệm Miss Grand International. Cô đã và đang có nhiệm kỳ thành công, hoạt động có phần nổi bật hơn so với những người tiền nhiệm. Theo hé lộ của Chủ tịch Miss Grand International, ông Nawaz Isaragistriu, Thùy Tiên là đương kim hoa hậu mang về lợi nhuận rất lớn cho tổ chức. Cô luôn chủ động và chuyên nghiệp trong mọi việc, khiến ông luôn cảm thấy hài lòng. Xuyên suốt nhiệm kỳ, Thùy Tiên được đánh giá rất chăm chỉ chạy sâu với nhiều hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau. Lịch trình dày đặc của người đẹp khiến nhiều fan thậm chí phải xót xa. Dù vậy, hầu như người đẹp sinh năm 1998 chưa từng xuất hiện trước đám đông với một diện mạo mệt mỏi, ủ rũ hay than vãn. Thùy Tiên luôn mang đến năng lượng tích cực và được khen ngợi với tinh thần lan tỏa năng lượng. Đây cũng là lý do cộng đồng nhan sắc luôn có một ánh nhìn thiện cảm đối với đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Cuối tháng 10, Thùy Tiên đã đáp cánh tại Indonesia để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với vai trò Miss Grand International. Nhìn lại một kỳ đương nhiệm đáng nhớ của Thùy Tiên, netizen tiếc nuối khi người đẹp sẽ phải chuyển giao lại chiếc vương miện danh giá cho tân hoa hậu Miss Grand International vào tháng 10 tới đây tại Indonesia. Những ngày gần đây, Thùy Tiên vướng ồn ào kiện tụng với Đặng Thùy Trang, chị gái Đặng Thu Thảo. Cụ thể mới đây, Đặng Thùy Trang tiếp tục có đăng bài tuyên bố sẽ kiện Thùy Tiên đến cùng vì đã vu khống cô. Người này cho biết Thùy Tiên nhiều lần sử dụng hình ảnh thông tin trái phép trên trang cá nhân của cô. Mới đây nhất là liệt kê cô nằm trong hai tài khoản Facebook tự ý đăng ảnh nàng hậu và đưa các thông tin lời lẽ gây hiểu nhầm rằng Thùy Tiên có liên quan đến đường dây bán dâm. Thùy Trang khẳng định điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của mình. Trước sự việc, phía truyền thông mới đây đã liên hệ với phía Thùy Tiên. Người đại diện Hoa hậu cho biết hiện đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết vụ việc. Chúng tôi đã nắm được sự việc và hiện đang làm việc với luật sư để giải quyết. Trước đó, tài khoản này cũng đã đăng nhiều bài vu khống Thùy Tiên. Thùy Tiên cũng đã ủy quyền cho luật sư để xử lý. Đại diện Thùy Tiên mạnh mẽ đáp trả.